Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm cho bài giảng. Hôm nay Khải xin dẫn các em toán lớp 3 sách chuyên trợ sáng tạo nhé. Cho lúc xem bài giảng của Khải Liêm có thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để hay có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài 1 phần 2, 1 phần 3, 1 phần 4, 1 phần 5, trang 46 đến trang 47. Giờ mình sẽ quan sát câu chuyện của hai bạn này. Giờ bạn này nói là chia bánh thành hai phần bằng nhau, chia bánh thành hai phần bằng nhau, mỗi người sẽ được một phần. Giờ bạn này sẽ hỏi là mỗi người sẽ được bao nhiêu phần cái bánh? Như vậy là chia bánh làm hai phần, đúng này, bằng nhau, mỗi người lấy một phần chính là một phần hai cái bánh, đúng này. Giờ mình sẽ quan sát hình phía dưới, mỗi hình sao được chia thành các phần bằng nhau, tô màu một phần. Hình thứ nhất chia thành hai phần bằng nhau, tô màu một phần, có nghĩa là một phần hai. Hình thứ hai được chia làm ba phần bằng nhau, tô màu một phần, chính là một phần ba. Hình thứ ba thì được chia làm bốn phần bằng nhau, tô màu một phần, chính là một phần tư. Hình thứ năm được hình tiếp theo thì người ta chia làm năm phần bằng nhau, người ta tô màu một phần, có nghĩa là tô màu một phần năm. Được này. Nhưng mà sẽ có một phần hai hay gọi là một nửa nha. 1 phần 3, 1 phần 4 và 1 phần 5. Như vậy 1 phần 2, 1 phần 3, 1 phần 4, 1 phần 5 biểu thị phần tô màu cho mỗi hình ở phía trên. Được này. Như vậy có nghĩa là cái hình được chia làm nhiều phần bằng nhau và người ta tô màu chỉ một phần thôi. Đúng này. Nếu chia làm hai phần bằng nhau, tô màu một phần thì gọi là một phần 2. Hình được chia làm 3 phần, tô màu một phần được gọi là một phần 3. Một hình chia làm 4 phần bằng nhau, tô màu một phần được gọi là một phần 4. Và một hình nếu chia làm bằng phần 5 phần bằng nhau mà tô màu một phần thì gọi là một phần phần 5. Như 1 phần 2, 1 phần 3, 1 phần 4, 1 phần 5 biểu thị phần tô màu cho mỗi hình ở phía trên. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu hình số 1. Những hình nào được chia thành các phần bằng nhau? Giờ mình sẽ quan sát hình. Giờ mình trả lời câu hỏi. Như vậy người ta hỏi là hình nào, những hình nào được chia thành các phần bằng nhau. Trước hết mình sẽ quan sát hình A. Mình thấy hình A người ta chia làm hai phần nhưng mà không bằng nhau, phần bên trái sẽ nhỏ hơn phần bên phải, đúng này. Còn hình B thì người ta sẽ chia làm bốn phần, mình thấy là bốn phần này bằng nhau. Còn hình C thì người ta chia làm 3 phần nhưng mà không bằng nhau. Mình thấy là hai phần ở trên nhỏ hơn phần ở dưới. Còn hình D thì mình thấy là người ta chia làm 5 phần bằng nhau. 1, 2, 3, 4, 5. 5 phần đều bằng nhau. Đúng không? Như vậy bài số 1 các em trả lời, câu số 1 các em trả lời như sau. Ta có hình B được chia làm 4 phần bằng nhau. Tiếp theo là hình D được chia thành 5 phần bằng nhau. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hay biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu hữu hình số 2 đã tô màu một phần mấy của mọi hình nối theo mẫu. Như vậy mình sẽ quan sát mẫu thì mình thấy là cái hình này người ta chia làm hai phần và người ta tô màu một phần. Như vậy ở đây chính là một phần hai. Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm câu ABC. Hình A thì mình thấy là người ta chia làm bốn phần bằng nhau. Qua tô màu một phần, như vậy đây chính là một phần tư.
Tiếp theo là hình B. Hình B người ta chia làm hai phần và người ta tô màu một phần. Như vậy đây chính là một phần hai. Giờ tiếp theo là hình C thì mình thấy người ta chia làm 3 phần bằng nhau và người ta tô màu một phần. Như vậy đây chính là biểu thị phân số là một phần 1/3. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu A mình sẽ gấp một hình vuông, gấp một mảnh giấy hình vuông để chia thành 4 phần bằng nhau. Như vậy ở câu số 3 mình sẽ là thực hành nha. Mình sử dụng một cái mảnh giấy hình vuông để mình sẽ gấp để chia thành 4 phần bằng nhau. Như vậy các em mình sẽ một có một tờ mảnh giấy hình vuông, các em sẽ gấp đôi một lần theo chiều đứng đi. Giờ sau đó các em sẽ gấp đôi theo chiều ngang. Giờ lúc đó các em sẽ mở ra thì mình thấy là sẽ có hai nếp gấp và sẽ chia cái hình này làm 4 phần bằng nhau, đúng không? Câu B mình sẽ tô màu 1/4 mảnh giấy hình vuông ở câu A. Giờ như vậy ví dụ đây là mảnh giấy của mình được chia làm 4 phần bằng nhau. Như mình sẽ tô màu một phần nha. Thì sẽ được là 1/4, đúng không? Như vậy các em sẽ tô màu như sau. Như các em ví dụ các em sẽ tô màu ở đây. Một phần ở đây. Các em tô màu nào cũng được nha. Như vậy lúc này mình sẽ được là đã tô màu xong 1/4. Đúng không? Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua phần luyện tập câu số 1 phần luyện tập. Đã tô màu 1/5 của những hình nào? Giờ mình sẽ quan sát hình. Xem cái hình nào sẽ tôi đã tô được. Tô màu 1/5 nha. Như vậy mình sẽ quan sát hình A. Thì hình A người ta đây là một ngôi sao 5 cánh, người ta chia làm 5 phần bằng nhau. Qua tô màu 1 phần chính là tô màu 1/5. Còn hình B thì người ta mình thấy là chia làm 1, 2, 3, 4. Chia làm 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Như đã tô màu 1/4, chứ không phải 1/5. Còn hình C thì mình thấy là người ta chia làm 1, 2, 3, 4, 5. 5 phần bằng nhau, và tô màu 1 phần. Như vậy đã tô màu 1/5. Còn hình D thì mình thấy người ta chia làm 5 phần, nhưng mà không bằng nhau, đúng không? Mình thấy là phần này rất là lớn. Như vậy hình D không phải là tô 1/5, đúng không? Như vậy là câu số 1 này các em trả lời như sao? Hình A và hình C. Chia thành 5 phần bằng nhau. Tô màu 1/5. Vậy đã tô màu 1/5 hình A và hình C. Giờ như là mình xong câu số 1 phần luyện tập nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài nha.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 phần luyện tập đã tô màu. Đã tô màu 1 phần 3 số ô vuông của những hình nào? Mình sẽ quan sát hình, mình xem đã tô màu 1 phần 3 số ô vuông của những hình nào. Như vậy mình sẽ trả lời câu hỏi. Như mình sẽ quan sát hình A. Hình A được chia làm 3 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần. Như vậy đây chính là 1 phần 3. Đúng nè. Còn hình B thì mình thấy là người ta làm chia làm 6 ô vuông. Tô màu 2 vuông thì chính là tô màu 2 phần 6. Và là các em hiểu 1 phần 3 cũng được. Đây. Như vậy là 2 phần, như vậy là hiểu là 1. Thì đây là 1, 2, 3. 2 ô sẽ là 1 phần đi. Thì đây là 1 phần, 2 phần, 3 phần. Đã tô màu 1 phần. Như vậy hình B cũng đã tô màu 1 phần 3. Đúng không? Còn hình C thì mình thấy là người ta chia làm 12 ô, tô màu 4 ô. Như mà mình thấy là 4 ô này mình hiểu là một phần đi. Thì 4 ô này là một phần này, 4 ô này là một phần là hai phần, 4 ô này là một phần là ba phần. Như đã tô màu được 1 phần 3 số vuông của hình chính là hình C. Còn quan sát hình D thì mình thấy là 3 ô này mình sẽ hiểu là một phần này. Thì 3 ô tiếp theo là hai phần, 3 phần, 4 phần. Như là hình D đã tô màu được 1 phần 4 số vuông của hình. Đúng này. Giờ như là câu số 2 các em trả lời là đã tô màu 1 phần 3 số vuông của hình chính là hình A, B và hình C. Đúng không? Như vậy là mình xong câu số 2 phần luyện tập nhé. Giờ câu số 2 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua hình số 3. Cơ hình số 3 đã phân vào 1 phần 2 số cúc áo của những hình nào? Giờ mình sẽ quan sát hình A. Hình A thì mình thấy là có 4 bốn cúc áo. Người ta phân vào 2 cúc. Như vậy là 2 cúc này mình hiểu là 1 phần. Như đây là 1 phần, 2 phần. 2 phần bằng nhau và người ta phân tròn 1 phần chính là 1 phần 2. Đúng nè. Còn hình B thì mình thấy là có tất cả là 6 cúc áo nhưng mà hai cúc áo này mình hiểu là một phần. Thì đây là một phần, hai phần, ba phần. Như vậy là đã phân vào 1 phần 3 của số cúc áo. Còn hình C thì mình thấy là có 6 cúc áo nhưng mà người ta phân chọn vào ba cúc. Thì ba cúc áo này mình hiểu là một phần. Thì bên đây nữa là một phần, là một phần, hai phần. Như vậy là đã phân chọn vào 1 phần 2 của số cúc áo. Như là mình trả lời là hình A, hình C chính là đã phân vào 1 phần 2 số cúc áo. Đúng này. Như vậy câu này các em sẽ trả lời sao? Đã phân vào 1 phần 2 số cúc áo. Của những hình và C. Đúng này.
Giờ như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 người ta hỏi là đã phân vào 1/4 số con vật ở hình nào. Giờ mình sẽ xem đã phân vào 1/4 số con vật ở hình nào. Thì quan sát hình A thì mình thấy là hình A có tất cả là 12 con vật. Như vậy là đã phân vào 4 con vật. Như vậy 4 con này mình hiểu là một phần. Như đây là một phần, 2 phần, 3 phần. Như vậy hình A chính là phân vào 1/3 số con vật. Đúng nè. Còn mình quan sát hình B. Hình B cũng có 12 con vật. Người ta phân vào 3 con. Như 3 con này mình hiểu là một phần. Như là 3 con này là một phần, bên đây là 2 phần, 3 phần, 4 phần. Như vậy là hình B đã phân vào 1/4 số con vật. Còn hình C thì mình thấy là cũng có 12 con. Người ta phân vào 6 con. Như vậy 6 con là một phần. Bên đây là một phần nữa là hai, như vậy có nghĩa là đã hình C đã phân vào 1/2 số con vật. Như vậy là trong ba hình ABC thì mình thấy chỉ có hình B là phân vào 1/4 số con vật mà thôi. Như vậy là mình trả lời câu 4 như sau. Đã phân được vào 1/4 số con vật. Ở hình B, chỗ này. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng thì hãy bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tập, tạm biệt các em nha.